Vào ngày 23 tháng 9 vừa qua, giải đấu Candy Crush All Star US được tổ chức với sự xuất hiện của Khloe Kardashian cùng những tuyển thủ Candy Crush xuất sắc nhất. Người chiến thắng sẽ nhận được nguồn gold bar trong một năm và nhiều giải thưởng trị giá lên tới hàng chục ngàn USD. Dù Candy Crush là một tựa game di động nhẹ nhàng, lối chơi cực kỳ đơn giản, song nó thu hút lượng người chơi khổng lồ, đặc biệt là phái nữ, đủ để tạo nên những giải đấu esports trị giá hàng tỷ đồng. Làm thế nào mà cái con game casual dành cho các bà mẹ này lại có thể phát triển kinh khủng như vậy? Nó đã dính vào những cú phốt nào? Hãy cùng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay anh em nhá. Còn bây giờ, xin mời các bạn ngồi xuống, ăn miếng nước, uống bánh. Chúng ta bắt đầu thôi nào. Candy Crush Saga là trò chơi điện tử được phát triển bởi hãng King Mobile, lần đầu tiên xuất hiện trên Facebook vào ngày 12 tháng 4, 2012. Sau đó, chuyển lên nhiều nền tảng khác nhau như iOS, Android, Windows và thu về doanh thu khổng lồ cho chính cha đẻ của nó. Được thiết kế với hình ảnh kẹo ngọt, từ game này sở hữu gameplay đơn giản nhưng vẫn rất thú vị. Điều bạn cần làm là ghép 3 viên kẹo có cùng dạng thẳng hàng với nhau để hoàn thành yêu cầu trong số lượng nhất định. Nếu có thể ghép được từ 4 trở lên thì sẽ sinh ra những viên kẹo đặc biệt giúp việc vượt qua màn càng thêm dễ hơn. Số lượng màn chơi phong phú, hệ thống nhiệm vụ gồm 5 loại được sắp xếp xen kẽ với nhau. Độ khó ở mức vừa phải sẽ luôn tạo ra sự mới mẻ, bất ngờ. Ngoài ra, Candy Crush Saga không yêu cầu nhanh tay lẹ mắt mà cho phép game thủ suy nghĩ để tìm ra giải pháp hợp lý nhất. Điều này giúp cho người chơi dễ dàng làm quen, tận hưởng giây phút thư giãn thoải mái hơn. Cho nên các bạn cần vắt óc suy nghĩ, vừa chạy deadline ngoài đời, vừa chạy deadline trong game thì bạn hãy chơi Bejeweled, từ game mà Candy Crush Saga học theo. Ngược dòng thời gian về những năm 2000, lúc này cha đẻ của Candy Crush, Riccardo Zacconi cùng với Toby Rowan đang làm lập trình viên cho Uday.com, một trang web hẹn hò lớn thứ hai thế giới thời điểm đó. Tuy nhiên, tới năm 2003, trang này bị ông chủ bán lại khiến cả hai phải nghỉ việc. Họ lập công ty riêng tại Stockholm, Thụy Điển và bắt đầu phát triển trò chơi điện tử chạy trên trình duyệt. Trang web Midasplayer.com được bắt vào tháng 8 năm đó. Ban đầu, nó không hề kiếm được chút doanh thu nào đáng kể cả, thậm chí còn chẳng có lãi để duy trì hoạt động công ty. May mắn thay, ông chủ cũ của hai người này đã hỗ trợ tài chính cho bộ đôi, giúp họ thoát khỏi tình cảnh phá sản trong gang tấc. Nhờ sự giúp đỡ đó, Midasplayer.com sống sót đến tận năm 2005, khi mà nó bắt đầu thu được lợi nhuận. Họ sau đó đổi tên thành King.com vào tháng 11/2005, tiếp tục phát triển trò chơi rồi đăng lên web của mình. Tới đến năm 2009, đã có hơn 200 trò chơi casual khác nhau được đăng tải lên đây, gồm các thể loại khác nhau, tính cả những phiên bản trong cùng thể loại được tạo ra, mang về khoảng 60 triệu đô la mỗi năm cùng nhiều bài học quý giá cho King.com. Thời gian thấp thoáng trôi qua, xã hội ngày càng hiện đại hơn với sự phủ sóng của Internet cùng sự xuất hiện của những chiếc điện thoại thông minh. Những trò chơi trên nền tảng trực tuyến khác bắt đầu trở nên phổ biến hơn, trở thành mảnh đất màu mỡ cho nhiều lập trình viên hướng tới. Về phía King.com, vào thời điểm này, họ nhận thấy lượng người chơi và doanh thu bắt đầu tụt giảm không phanh. Và để bắt kịp xu thế, công ty này bắt tay vào nghiên cứu, tìm cách đưa những con game của mình lên Facebook. Họ buộc phải tạo ra thứ gì đó, một thứ dễ tiếp cận, thu hút mọi người từ cái nhìn đầu tiên và cả nhóm quyết định chọn Minor Speed, có lối chơi chủ đạo lấy cảm hứng từ Bejeweled, trò chơi gỡ kim cương vốn cực kỳ nổi tiếng từ trước đó. Từ game này nhanh chóng gây được sự chú ý với rất nhiều người. Chỉ trong 3 tuần, số tài khoản người dùng hoạt động hàng tháng của King.com tăng từ 2,4 triệu lên 5,6 triệu, tìm được công thức thành công cho riêng mình. Vào tháng 10/2011, công ty tiếp tục phát hành Bubble Witch Saga với lối chơi tương tự trò chơi bắn trứng khủng long Dynamite huyền thoại. Ngoài ra, còn giới thiệu bản chất của từ Saga mà họ hướng tới. Đây là thay vì lặp đi lặp lại một màn đã nhẵn mặt, game thủ sẽ đưa ra các cấp độ điên để thách thức người chơi hoàn thành các mục tiêu nhất định. Trong lượt chơi giới hạn, chúng yêu cầu đầu tư thời gian cũng như sở hữu lối chơi vô cùng đơn giản, nên không khó để hiểu rằng Bubble Witch Saga thu hút đến tận 10 triệu người dùng, trở thành một trong những game được chơi nhiều nhất trên Facebook vào tháng 1/2012. Đưa đà tiến tới, King.com tiếp tục trình làng con game Candy Crush Saga vào tháng 4/2012, dựa trên trò chơi Candy Crush trên cổng web năm xưa kết hợp mô hình Saga từ Bubble Witch Saga, thu hút hơn 4 triệu người chơi trong vòng vài tuần ngắn ngủi. Sau đó, đội ngũ tiếp tục phát hành bản mobile cho iOS và Android trong cùng một năm, cộng thêm tính năng cho phép người dùng di động đồng bộ hóa tiến trình của họ với phiên bản Facebook. Theo chia sẻ của những nhà phát triển ở King.com, trò chơi này được cài đặt trên hơn 400 triệu lần tính tổng trên cả Facebook, iOS và Android. Nó phổ biến đến mức cứ 23 người dùng Facebook thì có một kẻ đam mê gỡ kẹo. Đến tháng 1/2013, Candy Crush Saga trở thành trò chơi nhiều người chơi nhất trên nền tảng Facebook. Kinh Đắc Thắng tuyên bố sẽ xóa tất cả quảng cáo khỏi Candy Crush Saga nếu trước đó nó thu lợi từ việc chèn quảng cáo xen kẽ màn chơi, phần nào đó khiến trải nghiệm hay bị gián đoạn giữa chừng. Thì giờ đây, khi cơ chế nạp tiền được cho thêm vào game, cho phép người dùng có quyền lựa chọn từ bỏ tiền tươi thóc thật vào tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc. Và bạn biết gì không? Chiến lược sặc mùi tư bản này thực sự mang lại hiệu quả không tưởng cho King.
dù chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ trong cơ số người chơi chấp nhận bỏ tiền mua vật phẩm in-game, cụ thể là khoảng đâu đó 4%, nhưng vẫn mang lại doanh thu hàng triệu đô la hàng tháng cho kinh, giúp Candy Crush Saga ngạo nghễ giành được danh hiệu ứng dụng được tải nhiều nhất từ Apple App Store theo danh sách của Best of iTunes vào năm ấy. Chỉ tính riêng Hoa Kỳ, trò chơi này thu về tận 633.000 đô la mỗi ngày. Không dừng lại đó, những viên kẹo màu nhiệm này thu hút nhiều fan hâm mộ trên toàn thế giới. Tại Hồng Kông, cứ 7 người thì có một người chơi Candy Crush Saga. Ở Nhật Bản, tựa game này được tải nhiều thứ 2-3 trên thiết bị Android và số 1 được tải xuống nhiều nhất trên App Store theo thống kê vào tháng 12-2013. Ở thời điểm hiện tại, mặc dù không còn vị trí độc tôn như trước, nhưng Candy Crush vẫn giữ ngôi vị là một trong những trò chơi có doanh thu cực kỳ cao. Trải qua những lần cập nhật, mở rộng thêm tính năng, màn chơi cùng nhiều hậu bản ăn theo, Candy Crush Saga hầu như chiếm trọn tình cảm của game thủ nữ, ngày ngày miên man gỡ kẹo không chút buồn chán. Vậy thì điều gì đã làm con game 10 năm tuổi giữ được độ hot như vậy? Điều đầu tiên và dễ thấy nhất đến từ chính sự đơn giản trong gameplay của nó. Cốt lõi của Candy Crush xoay quanh việc ghép những viên kẹo cùng màu lại với nhau. Một việc hết sức đơn giản, tới cả trẻ con mẫu giáo còn làm được cơ mà. Vì vậy, nó dễ dàng tiếp cận với nhiều đối tượng hơn. Ban đầu, trò chơi được thiết kế sao cho ai cũng có thể giành chiến thắng cực kỳ dễ dàng, nhằm kích thích não bộ giải phóng dopamine, một chất hóa học tạo khoái cảm, mang lại cảm giác thỏa mãn hưng phấn. Mặt khác, chính dopamine cũng có các hành vi khiến chúng ta vô thức tiếp tục thực hiện chúng. Dần dần, chuyển qua nghiện, ai lỡ dây vào rồi thì khó mà dứt ra được. Tuy nhiên, nếu trò chơi vẫn dễ dàng như vậy, mọi người sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, nhàm chán sau một thời gian dài gỡ kèo. Các nhà phát triển Candy Crush Saga cũng hiểu điều đó, thế là họ khiến game càng về sau càng trở nên khó hơn, gây nên sự cay cú không hề nhỏ khi chứng kiến mạch chiến thắng của mình bị gián đoạn, kéo dài hứng thú và giữ chân người chơi. Ngoài ra, yếu tố may rủi cũng góp phần làm nên sự kịch tính ở mỗi màn chơi, góp phần làm cho quá trình gặt hái phần thưởng trở nên bất ngờ hơn. Và chắc các bạn không biết thì cơ chế này thường được sử dụng trong máy đánh bạc cũng như những tựa game mang yếu tố gacha. Chúng làm cho người chơi không bao giờ có thể đoán trước được khi nào mình sẽ thắng, nhưng vẫn giữ tỷ lệ thắng thua cân bằng, vừa đủ tạo động lực khiến họ quay lại đắm chìm vào Candy Crush Saga nhiều hơn. Tuy phía kênh tuyên bố trò chơi chỉ là một game casual, dễ học, khó thành thạo và bất kỳ ai cũng có thể đạt được một mức độ kỹ năng và khả năng nhất định, vạch ra chiến lược trong cách di chuyển các viên kẹo xung quanh, chứ không đơn thuần dựa vào sự may rủi mà thôi. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng tính gây nghiện cao của Candy Crush Saga phần nào rơi vào sự đỏ đen của việc rơi ra những viên kẹo ảnh hưởng cục diện màn chơi. Một tính năng khác cũng gây ảnh hưởng cực kỳ lớn tới trải nghiệm con game này nằm ở giới hạn số lần chơi. Dù cho phép bạn chọn bất kỳ level nào theo sở thích của mình, nhưng Candy Crush mỗi ngày chỉ cung cấp cho bạn 5 mạng mà thôi. Nếu thua hết, bạn phải chờ 20 phút được một mạng để chơi tiếp. Các bạn nghĩ mà xem, nếu các bạn đang trên đà sắp thắng nhưng trời Phật không độ làm bạn thua một cách tức tưởi, sau bắt đầu ngồi chờ hồi mạng rất lâu mới phục thù được thì có cay không? Cay lắm. Điều này khiến người chơi không bao giờ hoàn toàn hài lòng và tìm mọi cách để khắc phục nó, kể cả khi phải bỏ ra tiền. Có cầu thì ắt có cung. Candy Crush Saga thêm vào microtransaction cho phép mua thêm mạng để chơi, công cụ hỗ trợ giúp game dễ hơn, đánh vào tâm lý ăn thua đủ của những con người đang máu dồn lên não. Bên cạnh đó, các bạn không biết thì không phải ngẫu nhiên mà tựa game này sử dụng hình ảnh của những viên kẹo. Các trò chơi mang tính cờ bạc, ví dụ như máy cổ máy slot machine, hay có hình tượng trái cây, thức ăn nhằm gắn kết những liên tưởng hạnh phúc, niềm vui mà chúng ta có được từ việc ăn uống. Bản thân cha đẻ Candy Crush cũng thừa nhận rằng việc dùng hình ảnh kẹo giúp trò chơi trở nên thú vị và thư giãn hơn. Cuối cùng, điều giúp Candy Crush Saga vẫn giữ nhiệt sau 10 năm ròng rã tới từ quyết định đúng đắn cùng tình yêu và tâm huyết của nhà phát triển game dành cho tựa game của họ. Họ không hề chạy theo xu hướng vắt sữa thương hiệu như Angry Birds, Cut the Rope, những tựa game nổi tiếng một thời đã làm, mà vẫn luôn tìm cách nâng cấp tối ưu sản phẩm của mình, tạo ra những màn chơi hướng tới sự vui vẻ, giải trí game thủ hơn là chăm chăm vào túi tiền của họ. Tính tới năm 2021, tựa game này đã có hơn 10.000 level cùng những hỗ trợ bổ sung thêm mỗi năm để thu hút người dùng cũ quay lại. Có thể bạn không biết rằng cái tên Candy Crush Saga đã vướng vào không ít những drama vô cùng ái âm. Vào tháng 1/2013, kinh nộp đơn đăng ký sở hữu thương hiệu Candy với văn phòng nhãn hiệu và bằng sáng chế Hoa Kỳ. Tin tức này ngay lập tức dấy lên sự lo ngại. Họ sợ rằng kinh sẽ sử dụng chiêu trò gì để đe dọa những nhà phát triển game nhỏ hơn, như vụ tập đoàn nước tăng lực Monster Energy ấy, họ cứ đi đệ đơn kiện bất kỳ ai sử dụng chữ Monster suốt, dù đối thủ có là công ty Pokemon hùng mạnh đi nữa. Đúng là mấy anh xấu tính. Nhưng để đáp lại những lời chỉ trích vô căn cứ này, kinh đành phải tuyên bố mình sẽ không theo đuổi đăng ký thương hiệu. Nhưng mọi chuyện đâu dừng lại đó đâu. 2 năm trước khi phát hành Candy Crush Saga, một trò chơi di động có tên là Candy Swipe được tung ra bởi Albert Ransom.
Nghe tin sản phẩm đến từ Kinh cũng lấy chủ đề kẹo y chang mình, nhưng lại gặt hái thành công vượt bậc. Ông này tức lắm, tuyên bố luôn rằng Kinh đã cố ý sao chép yếu tố từ trò chơi của mình, bao gồm biểu tượng ứng dụng, hình vẽ cho những viên kẹo và hiệu ứng âm thanh switch để châm thêm dầu vào cuộc tranh luận căng thẳng này. Ransom nói rằng mình đã tạo ra trò chơi này để tưởng nhớ mẹ quá cố đã qua đời ở tuổi 62 vì bệnh bạch cầu, nhằm lôi kéo thêm người ủng hộ. Về phía Kinh, khi được báo phỏng vấn, họ nói mình đã mua bản quyền của một trò chơi khác tên là Candy Crusher mà con game này đã bắt từ tận năm 2004. Tức lời cáo buộc của Ransom về việc mượn ý tưởng là hoàn toàn xạo. Mặc dù thông tin chi tiết tới nay vẫn nằm trong bí mật, nhưng hai bên đã ngồi lại đàm đạo với nhau, chấm dứt drama đạo nhái vào tháng 4 năm đó. Trong cùng thời gian này, StoreX, nhà phát triển của tựa game The Banner Saga, cũng vướng vào rắc rối, không thể phát hành sản phẩm vì Kinh còn đăng ký thương hiệu cho từ Saga như tôi nói trên. Được biết rằng The Banner Saga đã lên kế hoạch thực hiện từ tận 2 năm trước dưới sự ủng hộ của rất nhiều người, thế nên cuộc tranh chấp giữa hai bên diễn ra rất gay gắt. Nhưng tương tự vụ Candy Swine, vào tháng 4 2014, StoreX thông báo rằng mọi chuyện đã được giải quyết, hai bên đi đến thỏa thuận cho phép hãng này tiếp tục sử dụng cái tên của họ. Candy Crush gây nghiện đấy, nhưng cái tính gây nghiện này của nó tràn một cái gai trong mắt nhiều người, vì phương thức kiếm tiền chủ yếu là từ microtransaction. Trò chơi này bị Văn phòng Thương mại Công bằng Vương quốc Anh điều tra, xem xét xem liệu nó có đang thao túng tâm lý người dùng hay không, nó có dụ dỗ họ bỏ ra khoản tiền lớn vào game hay không. Ngoài ra, cơ quan này dự tính đưa ra các hướng dẫn để ngăn chặn công ty khai thác người dùng trẻ tuổi, đặc biệt là nhóm nữ giới từ 25 tới 55 tuổi, được đồn thổi cứ mãi mê đắm chìm vào gỡ kẹo mà quên mất tới trường đón con, quên mất ấn nấc nồi cơm. Cho tới ngày nay, Candy Crush Saga vẫn sống khỏe, tràn cái tên ai cũng biết trong làng giải trí điện tử. Tất cả đều nhờ vào lối chơi đơn giản, cùng với tình yêu và tầm nhìn chiến lược đúng đắn của đội ngũ King, quyết định không đi vào lối mòn như những tựa game khác. Bạn đã chơi từ game này hay chưa? Hãy để lại bình luận bên dưới cho bọn tôi biết anh em nhá. Còn bây giờ, nếu thấy video này hay và giải trí, đừng quên like, share, cũng đăng ký kênh Game Hay để không bỏ lỡ bất kỳ video tiếp theo. Tôi là Hữu Minh, xin chào và hẹn gặp lại.